Kính thưa quý vị thân mến, Hoài Phong lại giới thiệu với quý vị một cây hoa hồng ngũ sắc năm màu quý vị ạ. Đây, đang được trồng trên một cái chậu tương đối to. Cây này một thân nhé quý vị nhá. Một thân này không phải này. Thân thẳng đứng. Thân này chúng ta có thể lựa chọn một thân cây tầm xuân hoặc là cây hồng nhung ta để ghép năm màu đều rất là đẹp. Cây tầm xuân thì ghép thì thường thường nó ra cái đầu chối nó tầy, nó không, nó sần sùi, nó không đẹp. Nhưng mà cây hoa hồng nhung là ghép rất là ok quý vị ạ. Có thể lựa chọn cây tầm xuân hoặc hồng nhung. Ưu điểm của mỗi cây khác nhau. Đây là nút ghép quý vị nha. Một thân mà năm màu thì không phải là năm cây cho một chỗ đâu. Đây, thân một thì quý vị. Đây là những cái cọc trống. Đấy, nút ghép đây quý vị nha, nút ghép này. Đây ạ, đấy, nút ghép đây. Năm cành là năm màu đây, nút ghép đây. Nút ghép đây. Nút ghép kia bên này. Đây là quý vị ạ. Hơi khó. Đấy, chung là năm màu đấy quý vị. Phòng sẽ chỉ từng màu quý vị xem. Đây. Đây là hồng xeo, hồng ngoại, hồng ngoại. Đây là cây hồng, cũng hồng ngoại, hồng đỏ tiếp. Còn đây cũng là một cây hồng ngoại. Đấy, hồng ngoại nó ưu điểm là rất là dày cánh mà hoa bền. Đây là ba rồi nhá quý vị nhá, ba màu trắng, quay màu trắng quay xa. Ơi, một cây. Bây giờ Phong chuyển đến màu trắng. Màu trắng và một màu hồng hồng nữa. Hồng hồng thì nay hôm nọ nó vừa ra hoa, nay nó tàn hoa này. Thì tí nữa Phong sẽ chỉ cái hoa của nó ở cái cây mà Phong ghép vào để quý vị xem. Đây là màu trắng quý vị ạ. Hoa hồng ngoại đặc biệt là cánh rất là dày và bền hoa. Cái màu trắng nó tàn, nó rụng dưới gốc, nở cũng hàng tháng này, tháng 20 ngày này. Đấy. Hồng này cũng rất là bền, hoa hồng đỏ này bền tới 25 ngày. Ừ. Rất là hấp dẫn. Đây, hồng này cũng rất là đẹp, màu nó tím tím quý vị. Vàng xeo thì quý vị cũng biết rồi, cây vàng xeo cũng đang hot, rất là hot hiện nay. Đây, vàng xeo. Rồi, bây giờ Phong sẽ ra chỉ một cái đây là 1 2 3 4 4 4 màu rồi, còn một màu nữa Phong sẽ đi ra vườn chỉ cái màu ấy. Thì nay nó hoa nó chưa có mới rụng quý ạ, bây giờ nó chưa có nảy hoa lên. Giờ Phong sẽ chỉ cái màu đấy cho quý vị xem. Đây, kính thưa quý vị, cái màu là màu kia quý vị ạ. Đấy, màu nó như kiểu màu cà rốt nhạt, không phải vàng hẳn nhá, màu cà rốt nhạt. Đấy. Đấy là năm màu. Đấy, quý vị nào mà muốn lưu cho Phong ghép hoa hồng ngũ sắc năm màu thì Phong sẽ để số điện thoại để quý vị cần thì cứ liên lạc với Phong. Phong sẽ đến tận nhà để ghép. Đấy, thú chơi những cây mang tính nghệ thuật cao, hoa rất là đẹp. Để ghép để có được năm màu thì quý vị chơi cũng rất là rẻ luôn, không có gì đắt đâu. Một cây hồng nhung mà quý vị dâm trồng khoảng độ tầm 3 tháng là đã tương đối to rồi. 3 tháng là có thể ghép được rồi. Mà là quý vị kiếm cái thân một thì càng tốt, thì nó thoát thân nó cao thì làm thành cái hình tán mâm này nó rất là đẹp. Đã, quý vị muốn ghép hoa hồng ngũ sắc thì điện thẳng số điện thoại để Lưu Nhân Phong được phục vụ quý khách một cách chu đáo nhất, nhiệt tình nhất.
và mang lại một không gian cây hoa nhiều màu sắc. Xin cảm ơn quý các bạn rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.